sống sót trên đảo hoang. Cuối cùng cũng xong. Đại phòng vệ Kasukabe nhiệm vụ số 2, xây căn cứ bí mật Quang Thanh. Nhưng mà tôi thấy nó tồi tàn làm sao. Đừng có đòi hỏi sang trọng, không đủ kinh phí đâu. Tụi mình chơi trò gì vậy? Nè nè thích. Chơi gì cũng được, phải được chơi trò gia đình ra. Ví dụ như trò gì? Chơi trò chơi thám tử đi. Chơi trò chơi mạo hiểm đi. Chơi trò thám hiểm đằng sau đi. Biết đâu có một con thú quý hiếm nào đó xuất hiện thì sao? Không được không được, chơi trò ngủ trưa là hay nhất á. Đúng rồi. Bạn làm gì vậy? Wow, đại hội thể thao hả? Thì ăn bánh mì chứ gì, hay đó nha. Không phải. Trò chơi là như vậy nè. Ở đây á là đảo quang, xung quanh toàn là biển, còn mình thì chơi vậy tới đây. Ra là vậy, tàu đã bị chìm rồi ha. Tán tỉnh hả? Kazama thì đâu có bỏ qua chuyện này được đâu ha. Phải không? Không phải là tán tỉnh đâu đồ ngốc. Chúng ta cố gắng tìm cách sống sót trên đảo quang này và tìm cách trở về nhà ha, có được không? Nghe giống câu chuyện của Philo của Robinson Crusoe và thiếu niên 15 tuổi vậy đó. Thú vị ha. Nê nê, bạn là người phụ nữ quý hiếm trên đảo quang này đó. Nói tôi quý hiếm như động vật quý hiếm. Trò chơi sống trên đảo quang, mình cứ chơi y như thiệt đi, như vậy mới thú vị ha. Cuộc phiêu lưu của đội phòng vệ Kasukabe, sống sót trên đảo quang. Trước tiên chỗ này là nhà của chúng ta nha. Rồi thì điều chúng ta cần trước hết là lửa. Bạn Masao ơi, bạn mau đi gom cỏ khô với cành cây khô lại đi. Mình biết rồi. Rồi thứ tụi mình cần tiếp theo là nước và thức ăn. Tôi sẽ đi tìm con suối gần đây, nhân tiện đi tìm loài cây cỏ nào ăn được. Còn mình sẽ đi câu cá. Các bạn đi đi, mọi người hãy cố lên nha. Kushina, bạn đang làm gì đó? Thì tôi đang thong thả nghỉ ngơi nè. Bạn không được trốn một mình ở đây đâu. Không, xin lỗi nha, sức khỏe tôi yếu nên đành nhờ mọi người làm giùm thôi chứ biết làm sao. Bạn nói cái gì vậy? Bạn nói như vậy chẳng khác nào bạn tự nhận mình là người lười biếng. Vậy thì tôi sẽ nhảy nhót để động viên mọi người làm việc nha. Ha nè ha lư he, ha nè ha lư he. Nếu bạn cũng làm theo vậy, bạn đây bạn đang làm gì á? Nè nè, đang là trưởng nhóm chỉ đạo công việc cho mọi người thôi à. Khôn ghê ha. Có rồi, có nước rồi nè. Tìm thấy cả nấm luôn. Đây là nấm độc đó nha. Không phải mà. Vậy cậu có dám ăn thử không? Ngon quá, nấm này thiệt là ngon quá. Cậu dám ăn nấm sống luôn á hả? Cậu nên nướng qua lửa thì ăn mới ngon chứ. À đúng rồi ha. À, nhưng mà lửa làm sao có lửa? Nhìn nè, có lửa rồi đó. Lửa đâu? Tắt mất tiêu rồi. Kushin là cậu xấu quá. Đừng con nít như vậy chứ. Trong cuộc sống không có chuyện gì dễ dàng có được đâu nha. Làm lại lần nữa đi, nhanh lên. Đây nè. Cậu câu được con gì vậy? Mãi chẳng câu được con cá nào, nhưng mình nhặt được mấy con ốc nè, cũng lấy được rong biển nữa. À thiệt hả bố? Lần này mình nhóm được lửa rồi nè, nấu thức ăn nhanh lên. Món ốc nướng chín luôn rồi nè, chia cho mọi người nè. Ai nóng quá. Ăn được rồi nè. Ngon ghê á. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Thì mình đang ăn bánh nè. Bánh khoai tây có gì đậu nành lên men á. Sao cậu có làm chuyện mình thích không vậy? Nhìn ngon quá à. Cho mình một miếng đi. Đây là trò chơi giả bộ mà. Phải giả bộ đó. Phải giả bộ ăn y như thật vậy, có biết hay không? Biết quá à. Nhưng mà mình chỉ còn có nhiêu đây thôi à. Mọi người chia nhau ra ăn nha. Nè nè. Còn chút trà cuối cùng nè. Xin mời. Chia nhau ra uống. Mọi người uống một ít thôi. Trời nóng mà có chút trà để uống mới đã làm sao. Cậu uống hết luôn rồi hả? Trà đúng là ngon thiệt á. Cảm ơn bố nhiều lắm nha. Giả bộ uống nè. Nếu mà mình thực sự sống lâu dài trên đảo quang chắc gây go lắm á ha. Tụi mình chơi giả bộ thì dễ dàng tìm thấy nước uống hay đồ ăn, chứ thật sự thì không dễ dàng như vậy đâu ha. Mình thiệt sự không có muốn ăn mấy con côn trùng với cây cỏ kỳ lạ đâu. Không chỉ là chờ thuyền tới cứu, mà bản thân mình cũng phải tìm cách để thoát khỏi quang đảo nữa kìa. Đúng rồi đó ha, như là mình phải đóng bè gỗ đó.
đóng cái cano to tròn hay hơn. Vậy hả? Cá nhân tôi nghĩ có thể đóng được một cái cano luôn á. Xin lỗi nha. Chọn cách nào đây ta? Cách nào là sao? Là leo lên chiếc cano đó hay là để Kazama trở về bằng chiếc cano bạn ấy đóng, rồi chúng ta ngồi đây chờ bạn ấy gọi mọi người tới cứu chúng ta? Đó là lý do mà tôi không làm gì hết. Bố, cậu định làm gì? Trước tiên mình sẽ đi câu mấy con cá nhỏ, rồi sau đó mình buộc thật nhiều dây vào bọn chúng. Hả? À, để làm gì? Mình sẽ ném mấy con cá đó lên trời cho chim ăn cá. Chim sẽ bay đi và mang theo cả mấy sợi dây đó luôn. Tự nhiên chuyển sang chuyện diễn tưởng rồi. Có vẻ thú vị nhưng mà không thể thực hiện được ha. Gió mạnh lên rồi, giống như đang ở trên quang đảo thật vậy. Thôi tụi mình đi về nhà nhanh lên đi. Không về kịp đâu, nhà ở xa lắm. Nhìn kìa, gió mạnh ghê, giống y chang đang ở trên quang đảo thiệt vậy. Đã quá. Xin này, cậu làm cái gì vậy? Quang đảo phía nam mà, khi mưa to thì phải tắm mưa chứ. Đã quá, Kazama tắm mưa luôn đi. Hả? Tắm luôn. Quang giả quá đi à. Đã quá đây. Làm như vậy mới đã hơn nè. Trời ơi, tại sao cô làm vậy hả? Shinosuke chết mình rồi. Trời ơi, xấu hổ quá, không dám nhìn luôn á. Mình cũng tắm luôn. Mình cũng vậy nữa. Mưa tạnh rồi, mình phải về nhà đây. Mình cũng vậy. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Tạm biệt cậu nha Shin. Hả? Chỗ đó là biển đó. Mọi người về thiệt sao? Không phải giả bộ nữa hả? Cô Shin, cô đang làm gì vậy? Nhìn kìa, thuyền lớn tới đón chúng ta rồi. Sao mà con ăn mặc kỳ vậy nè? Mẹ đi tìm con nãy giờ đó. Mau về nhà đi con. Dạ. Mặc quần áo vô đi. À, đúng rồi ha. Quần áo ướt hết rồi, không thấy mặc về nhà được. Vậy thì Shin về trước đây. À, chờ mẹ với cô Shin. Nè. Nhanh lên nè. Mẹ nói chờ mẹ mà. Trò chơi dưa hấu giữa đêm. Hamburger, Shin cũng muốn làm giúp mẹ. Vậy con đi rửa tay đi. Mang bao tay vô chắc là không sao đâu. Cho dù có mang bao tay thì cũng phải đi rửa tay. Dạ. Ơ? Ra liền. Ai, con rửa xong rồi. Cô Shin ơi. Quà ông gửi cho từ Akita nè. Quà dưa hấu cà. Có cà tím nữa nè. Cà tím. Dưa leo. Hả? Ớt chuông nè. Ớt chuông hả? Đầy nhóc luôn. Đầy luôn. Vậy à? Ba gửi cho à? Nó ngon thiệt. Con sao vậy cô Shin? Mẹ nói xạo Shin. Gì vậy cô Shin? Con đang nói xấu người tốt hả? Chuyện là vậy nè, hôm nay mẹ nói làm hamburger mà không phải là hamburger. Làm cái đó mất thời gian hơn làm hamburger đó. Đúng rồi, ớt chuông ông con trồng rất là ngon đó con. Ngon. Nè cô Shin, con phải ăn ớt chuông. Công sức ông trồng vất vả gửi cho chúng ta ăn đó. Nếu con không thích ăn thì không ăn cũng được. Nếu con ăn luôn ớt chuông thì mẹ đưa lại cho con. Nếu vậy thì Shin không ăn đâu. Vậy hả? Không có cái gì ngon bằng cái này đó. Ngon quá. Hey.
Bỗng nhiên thay đổi. Bánh choco pie của mình không có. Chắc mày đem giấu mất tiêu rồi. Sao miệng của mình vẫn còn thèm vậy ta? Mình muốn ăn nó nữa quá. Mình quên mất tiêu cái này luôn. Khi nặng, nặng quá trời luôn á. Dao đâu rồi ta? Dao đâu rồi? Thì mà qua đi, chưa hấu không phải đồ chơi đâu nha. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ngủ ngoan nha. Mẹ ngủ ngoan nha, ngủ ngoan. Em xin lỗi anh, quản lý Nohatra. Không sao, em quan tâm đến anh mà. Em Yumi ơi. Em Yumi, sao đầu em cứng quá vậy? Không được đâu mà Himawari, làm vậy ba sẽ thức dậy cho coi. Nè, anh Nohara, anh đang làm chuyện gì đó? Trưởng phòng, em xin lỗi sếp. Phải làm như vậy mới đúng. Con dao đâu rồi ta? Ghét anh quá à. Lý do là vậy đó. Thôi tụi mình đi tới chỗ khác chơi tiếp đi em. Mẹ mà vậy thì chết cả đám luôn đó. Thì ma, em phải đi ngủ đi. Khát nước quá đi. Ăn trộm hả? Ăn hết đậu nành lên men, còn ăn cắp luôn dưa hấu nữa. Anh ơi, quý rồi, có ăn trộm. Anh ơi. Sao bữa nay lạ vậy? Sao bữa nay chân của anh dài quá vậy hả? Hả? Cái gì vậy trời? Chèm bẹp hết rồi. Dạ dạ, quả dưa hấu suýt bị trộm lấy đó mẹ. May mà xin lấy lại được á. Là do cô xin lấy giùm mẹ hả con? Dạ, đúng rồi. Tưởng mẹ không biết hả? Để cho anh ngủ chút coi. Con phải trả lại cái dưa hấu cho mẹ. Thank you.
Thank you.